Baby, don't get me wrong, I love you with all my heart, and I just can't stand the moments that we are apart, the distance. Hello, hello. Sao đã quay trở lại cùng video swap và review song mới rồi đây. Clip cuối cùng cũng tung ra version 2 cho dòng son Velvet 15 rồi chị em ơi. Phiên bản lần này được đặt cái tên hết sức thơm ngon luôn là Cream Cheese Series. Tương tự như version 1 thì bản màu của version 2 cũng gồm 5 màu son, được lấy cảm hứng từ lớp kem phô mai, cho nên các màu son đều khá là tươi, có ánh cam và thiên về tông ấm. Về bao bì thì thật ra son vẫn y hệt như version 1, chỉ khác một chút là hộp giấy sẽ in một đường viền cho ngọt ngào, phù hợp với concept Cream Cheese. Sao đã mong rất là nhiều khi thấy hãng ra phiên bản mới á, thì có thể nâng cấp, bỏ cái tem giấy bọc son kém sang đi. Nhưng mà cầm trên tay thỏi son phiên bản mới rồi thì vẫn là thỏi son thon dài, nắp màu nude cùng thân bọc tem giấy trùng với màu son. Hy vọng phiên bản tiếp theo thì hãng có thể thay đổi bao bì này. Phần cỏ son ở phiên bản Cream Cheese thì cũng là dạng mút bông thẳng, nhỏ mảnh với một chút vát xéo nhẹ ở đầu tương tự như là version trước. Không dài dòng nữa, chị em mình hãy cùng Sa khám phá liền 5 màu son mới của version 2 thôi nha. Mở đầu bảng màu không xấu Fiji là gam màu san hô nhiều hồng, pha cùng tí đỏ quyện thêm chút sắc đất ẩn mình. Màu son khá tươi thuộc về tông ấm, có ánh cam rõ ràng cho nên làm xỉn men răng. Màu son cũng hơi kén tông da một chút, Fiji sẽ đẹp nhất trên các tông da từ trung bình đến sáng. Eclipse đã có sự thay đổi chiếc son trong phiên bản mới này, dễ dàng nhận thấy ngay là chiếc son đặc hơn hẳn ở phiên bản cũ. Chiếc son giảm bớt dưỡng lại và tăng bột màu lên, độ lên màu của son rõ và đậm hơn nhiều. Nếu mà chị em mình có nền môi tối màu thì khi dùng son full môi sẽ yên tâm, màu lên chuẩn rõ mà không cần lót nền cho môi. Sự thay đổi chiếc son này cũng làm Sa thấy son cố định màu ở trên môi tốt hơn. Đánh son lòng môi thì sẽ không bị hiện tượng không bám màu như chiếc son ở version 1 nữa. Lớp finish của son cũng sẽ lì hơn, nhưng mà yên tâm, chiếc son này vẫn là dạng chất bông tơi xốp xốp, cực kỳ thích hợp cho kiểu môi blurry mờ lì. 07 Peaches là sắc cam đào quyện cùng tông đỏ, màu này rất là giống màu 06, so sánh kỹ thì chỉ chênh nhau một chút ở sắc độ cam. Sắc cam trong màu 07 thì nhiều hơn cho nên là nổi trội hơn thôi. Về độ tươi, tông ấm thì vẫn vậy. Chị em mà rành son thì cũng biết là càng nhiều cam thì sẽ càng làm vàng men răng hơn, do đó màu này làm vàng men răng còn hơn màu 06 nữa. Peaches đòi hỏi tông da trắng sáng dùng mới đẹp, dùng màu son này trên mặt mộc thì cũng làm xịn da nha. Ở phiên bản mới này thì Sa thấy chiếc son không đồng đều giữa các màu, điển hình như ba màu đầu của version 2 là 6, 7, 8 thì đều khá là bột. Màu 8 bột lợn cợn luôn chị em ơi, thường thì những tông son có sắc san hô Sa thấy sẽ bột hơn những tông son khác. Với các màu như 9, 10 thì Sa thấy son mướt mềm hơn hẳn. Chiếc son đợt này thì thơm mùi kiểu kem bông vị cam, ngọt ngọt béo béo nhưng mà cũng chua chua. Sa không thích cũng không ghét mùi này, mùi khá là rõ cho nên nếu chị em mình nhạy cảm mùi hương thì nên cân nhắc. 08 Mandarin Cheese là gam cam đỏ tươi nổi bừng bật. Nhìn kỹ thì trong màu son này cũng có tí teo hồng nữa. Thực ra ba màu son 6, 7, 8 thì cứ hao hao nhau, chỉ chênh lịch màu không nhiều, cho nên là Sa thấy hơi bị nhàm chán. Màu son 08 thì cũng chỉ thích hợp cho các bạn có da trắng mút và răng cũng phải trắng sáng nha. Lưu ý thêm nữa là màu son này cũng sẽ làm xỉn da mặt mộc, cho nên chị em mình nhớ make up đi kèm đó. Với chiếc son Eclipse Velvet 15 version 2, nếu mà đánh son dư thì sinh hoạt một hồi Sa thấy sẽ có son bị động lại ở vùng lòng môi. Lớp son vừa mới đánh thì finish sẽ rất là lì, mịn và rất là đẹp, nhưng mà hãng đã giảm độ dưỡng để tăng bột màu lên, cho nên một lúc sau thì Sa thấy son bị khô lại, đóng vảy môi và lộ vân môi kém xinh. Hiện tượng này ở các màu 6, 7, 8 cũng sẽ rõ ràng hơn màu 9 và 10. Nếu mà chị em môi khô thì Sa nghĩ chọn chiếc son ở version 1 sẽ phù hợp hơn. 09 Raspberry Cheese là màu son duy nhất Sa thấy là lạ, thoát ra khuôn khổ 4 màu cam cam có phần hơi chóe của bảng màu lần này. Đây cũng là màu son duy nhất có tông trung tính hơi ngả về lạnh, còn 4 màu son kia thì đều thuộc tông ấm, hỗn hợp đỏ base hồng tươi và đậm rõ màu sẽ cho tổng thể trẻ trung hơn tông đỏ truyền thống. Tuy nhiên màu này vì tươi và hơi nhiều hồng cho nên son cũng sẽ kém men răng, đẹp nhất trên da trung bình đến sáng. Đặc biệt những mảnh điểm trừ, đây cũng là tông son duy nhất để lại stain hồng neon trong cả hai version Velvet mà Sa từng dùng đó. Thuộc chiếc son kem bông tơi xốp mềm cho nên son không cố định ở trên môi tốt lắm. Nếu mà đánh son full môi sinh hoạt thì sẽ hơi dễ lem nhem tí teo. Khi chạm môi thì son sẽ để lại dấu son rõ màu, ăn uống là sẽ trôi thuộc đi hẳn. Trung bình sinh hoạt thì son chỉ bám tầm 2-4 tiếng thôi. Son trôi là sẽ sạch sẽ, nhưng mà riêng màu 09 khi trôi thì sẽ để lại stain hồng. Stain này thì nhẹ nhẹ chứ không bị đậm như các dòng ngã nhiều về tin đâu. Nhưng mà vì nhẹ nhẹ hồng tím cho nên làm sao có cảm giác môi mình giống như bị thâm ấy. Màu son số 10 Strawberry Cheese là tông son dễ dùng nhất trong version 2, sắc đỏ cam với tỷ lệ đỏ cân đối, không làm xịn men răng nhiều như những tông son còn lại. Strawberry Cheese sẽ đẹp nhất trên các tông da từ trung bình đến sáng.
Eclipse Velvet Fitting được bán chính hãng với giá sale quanh mức 120.000 cho một thỏi son có trọng lượng là 4g. Giá này thì rất là bình dân. Chiếc son version 2 thì sẽ thấy màu chuẩn rõ hơn, finish lì hơn, độ bám trên môi tốt hơn ở version 1, nhưng son lại hơi khô về sau và có tận 3 màu bị bột quá. Hơi buồn khi nói cả bản 5 màu son của version 2 thì sẽ không thích màu nào cả. Cả 5 màu thì đều không có màu nào dùng được cho da ngâm. Nhưng nếu mà chị em muốn thử một thỏi thì sẽ thấy màu son số 10 có chất và màu son ổn nhất. Trên thang điểm 10 thì sẽ xin cho version 2 của Eclipse Velvet Fitting 6 điểm. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sẽ cảm ơn chị em mình đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Bitin Yowie nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.